choáng ngợp hàng nghìn người đổ xô đến đám cưới Công Phượng tại sân bóng quê nhà. Hôm nay, lễ cưới Công Phượng và Viên Minh tại quê nhà đã chính thức diễn ra trên sân bóng tuổi thơ của Phượng ở Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Được biết, gia đình nhà trai sẽ xuống đón dâu tại một khách sạn ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, rồi về Đô Lương để tổ chức tiệc cưới. Tham dự lễ cưới có rất nhiều người thân của hai bên gia đình và hàng nghìn người hâm mộ Công Phượng tại quê nhà. 8 giờ sáng ngày 3 tháng 12, Công Phượng và đoàn đón dâu của gia đình, nhà trai sẽ bắt đầu lên đường. Họ sẽ đi hơn 50 km tới Vinh đón Viên Minh và gia đình nhà gái tại khách sạn. Đoàn nhà gái có khoảng 50 người đã có mặt tại Vinh từ sớm. Khoảng 10 giờ 30, cả đoàn sẽ trở lại nhà Công Phượng ở Đô Lương. Tiệc cưới bắt đầu sau đó tại sân bóng tuổi thơ của Công Phượng ở xóm 4, xã Mỹ Sơn. Công Phượng và Viên Minh đã về Nghệ An từ nhiều ngày trước. Viên Minh có về nhà chồng nhưng chủ yếu ở Vinh để chờ lễ đón dâu. Công Phượng liên tục đi lại giữa Vinh và Đô Lương để lo toan các công việc liên quan tới đám cưới. Việc dựng dạp và chuẩn bị tiệc cưới tại Đô Lương chủ yếu do người nhà và bạn bè Công Phượng đảm nhận. Những ngày qua, bố Phượng là ông Nguyễn Công Bảy sắp xếp tổ chức dọn dẹp sân bóng, dựng dạp cưới. Gia đình Phượng đã thuê đơn vị tổ chức tiệc cưới, âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu và dựng dạp với chi phí cả 100 triệu đồng. Nhà Công Phượng dựng 3 rạp vừa để phục vụ tiệc chính, vừa để lo phần hậu cần, bếp núc. Rạp chính dài 60m, rộng 24m, tổng diện tích 1.440m2. Rạp đã được dựng xong và bắt đầu sử dụng từ hôm 2 tháng 12. Rạp được trang trí đẹp, sử dụng nhiều hoa tươi, có hệ thống âm thanh ánh sáng sân khấu hiện đại. Theo ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng chia sẻ, mấy ngày gần đây có mưa nhưng mọi việc cũng dần ổn định. Có lẽ sẽ hoàn thiện ngày 2 tháng 12 để lo cho ngày cưới của hai con. Mâm cỗ đã đặt ở nhà hàng nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Tôi chỉ nấu mấy lít rượu quê để mời bà con lối xóm vì uống rượu quê vẫn ngon hơn cả. Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng cho biết thêm. Được biết, gia đình Công Phượng đã gửi 750 thiệp mời dành cho họ hàng, bà con làng xóm. Số khách ước tính có thể lên đến 1.000 người. Ngoài các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, nhiều cầu thủ thuộc các câu lạc bộ khác cũng sẽ đến dự đám cưới của Công Phượng ở Nghệ An. Một số thông tin thú vị liên quan đến lễ cưới của tiền đạo Nguyễn Công Phượng được tổ chức ở Nghệ An. Sự xuất hiện của hai ca sĩ trẻ đình đám thời gian gần đây là Zack và Dế Choắt. Cả hai sẽ cùng đến dự lễ cưới tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai, cũng như sẽ góp vui bằng những bài hát dành tặng cho đôi vợ chồng trẻ Công Phượng, Viên Minh. Khán giả trẻ đã không còn xa lạ với Zack, ca sĩ trẻ với loạt bài hát Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, Hoa Hoải Đường, Đình Đám thu hút hàng 100 triệu lượt view trên mạng xã hội. Zack cũng tổ chức thành công trận cầu thiện nguyện hướng về miền Trung. Trong khi đó, Dế Choắt là người từng giành quán quân Rap Việt, chương trình ăn khách nhất năm 2020 tại Việt Nam. Theo thông lệ của một đám cưới truyền thống, hàng xóm láng giềng cùng người thân đã tới uống nước, chia vui cùng gia đình Công Phượng vào tối trước ngày diễn ra tiệc chính. Vì vậy, tối mùng 2 tháng 12, gia đình Công Phượng đã làm trước hơn chục mâm cỗ. Nhiều bạn bè thân thiết của chú rể đã từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội về Đô Lương chung vui. Vốn là người kín tiếng nên cả hai gần như không chia sẻ nhiều về lễ cưới. Tuy nhiên, do cầu thủ 25 tuổi này tổ chức ở quê nên đã thu hút rất đông người dân và người hâm mộ xứ Nghệ. Càng về khuya, lượng người đổ về càng đông. Chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy choáng ngợp với cảnh tượng có quá đông quan khách tới khu vực rạp cưới nhà Công Phượng, khu vực hội trường không còn một chỗ trống. Một số khách mời cao hứng thể hiện các tiết mục văn nghệ giúp bầu không khí trở nên sôi động hơn. Ngay sau đám cưới, Công Phượng sẽ ra Hà Nội hội quân cùng các đồng đội tuyển Việt Nam ngày 6 tháng 12. Công Phượng sẽ là một trong 9 tiền đạo được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lần này. Kết thúc V-League 2020, Công Phượng là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất với 6 pha lập công cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời gian này, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc nước ta đẩy mạnh kích cầu du lịch. Các du khách từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng và đắm chìm trong những khung cảnh sơn dã của vùng núi phía Bắc. Mới đây, những hình ảnh về đồ chè ô long ở Sapa đẹp ngỡ ngàng khiến cho không ít du khách kéo đến đây để chụp ảnh. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ sau 3 ngày mở cửa công khai, đồ chè ô long bị nhiều du khách xả rác bừa bãi, đu cây, bẻ cành để chụp ảnh check-in. Ban quản lý buộc phải tạm ngừng khai thác du lịch. Ngày 30 tháng 11, đơn vị quản lý đồi chè ô long Sapa, Lào Cai thông báo ngừng nhận khách tham quan chỉ sau 3 ngày mở cửa miễn phí. Lý do là đồi chè và các tài sản liên quan bị hư hại, ảnh hưởng nặng bởi ý thức kém của một số du khách. Theo nhân viên làm việc tại đây, chỉ tính riêng lối đi chính đã có khoảng 2.000 khách kéo vào đồi chè chụp ảnh mỗi ngày. Không chỉ dẫm đạp làm hư hại lối đi, nhiều người còn treo, dùng cây hoa anh đào cho cánh rụng để chụp ảnh, quay video. Có người đem theo đồ ăn đến để liên hoan, xả rác bừa bãi.
Được biết, ban đầu đơn vị quản lý không định mở cửa cho khách tham quan vì chỉ là công ty kinh doanh chè, không làm dịch vụ du lịch. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều người lén chui rào, đột nhập bất hợp pháp để vào nơi này chụp ảnh. Thậm chí, nhiều người dân sống gần đồi chè còn ra đường lớn vẫy khách, tự ý thu tiền của họ rồi phá rào cho khách vào. Công ty chè đành phải mở cửa miễn phí để tránh bị hư hại tài sản thêm. Theo nhận xét của nhân viên đồi chè, phần lớn khách tham quan có ý thức, song lượng người xả rác bừa bãi trong khu đất rộng 35 ha là quá nhiều. Lực lượng 4 bảo vệ, 30 đến 40 công nhân cũng đành bất lực, không thể dọn sạch rác hay đi nhắc nhở từng người. Đồi chè Ô Long là địa điểm nằm cách thị trấn Sapa khoảng 8 km, được trồng xen với hoa mai anh đào dọc lối đi. Tháng 11-12 là thời điểm hoa mai anh đào nở rộ, tạo nên khung cảnh thơ mộng, trữ tình, thu hút nhiều người đến chụp ảnh. Cư dân mạng thể hiện sự bức xúc khi nhìn những hình ảnh đáng buồn của du khách tại đây. Vấn đề ý thức khi đi du lịch đã được đưa ra bàn luận rất nhiều. Câu nói không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân đã được nhắc đi nhắc lại. Đi chơi nhưng lại để quên ý thức ở nhà. Trước khi người ta mở cửa với bây giờ đóng cửa, các liền anh liền chị gần truyền tay nhau đủ cách để lẻn trộm vào cơ. Chịu chết luôn. Tại cả hai phía, khách trách ý thức kém thì đúng rồi, nhưng nếu kinh doanh bán vé hàng rào bảo vệ, đi 5 phút có một thùng rác, có nhân viên đi nhặt rác, có nhân viên bảo vệ nữa thì chắc cũng kinh doanh được thêm bằng du lịch chứ. Đồi chè người ta trồng để làm chè bán, chứ có đăng ký kinh doanh làm du lịch đâu. Tự dưng bán vé thu tiền thì công ty lại thành vi phạm pháp luật à? Người ta sợ lẻn vào phá nên mới mở cho mọi người vào free, nhưng ý thức quá tồi thì đúng là không lại được. Mình đi thấy đa phần mọi người có ý thức, nhưng cũng nhiều thành phần ba chấm lắm. Có mấy chị mặc áo dài rõ đẹp mà bẻ hết cành thành bó để chụp ảnh. Có đoàn mang cả gà vào luôn để ăn. Có nhà thì mang nước ngọt vào, nó rơi bị bục ra thì còn nhặt lên để cho một em bé người dân tộc uống. Sau hôm đấy đi xe taxi, anh lái xe cũng bảo là mới mở lại. Với cả đồi chè này chủ người ta trồng để bán, chứ không phải làm tham quan. Xong mấy đứa bảo nhau, chắc lại đóng cửa tiếp cho mà xem, thì về ý như rằng. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên mạng xã hội. Cư dân mạng chia sẻ nhiều bài đăng về việc thành phố Hồ Chí Minh có khả năng phải thực hiện giãn cách xã hội sau 4 ca mắc mới COVID-19 được công bố vào tối ngày 1 tháng 12. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về một số ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tối 1 tháng 12, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt 7 chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trong bối cảnh thành phố phát hiện ra 4 ca nhiễm mới. Các yêu cầu này được cụ thể hóa dựa trên buổi họp với Thủ tướng diễn ra chiều cùng ngày. Trong đó, đáng chú ý là thông tin giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh mà dư luận đang xôn xao. Theo thông tin từ ông Từ Lương, Thủ tướng yêu cầu các quận 1, 3, 6, 10, 11 Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú là nơi mà bệnh nhân 1347 đã có mặt làm việc, sinh hoạt, giao lưu thời gian vừa qua, được đề nghị rà soát kỹ với những cơ sở mà các quận huyện nhận thấy có dấu hiệu nhiễm bệnh và phải yêu cầu đóng cửa cách ly. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Y tế kiểm tra, rà soát và hướng dẫn địa phương, chủ tịch các quận huyện nêu trên, đặc biệt quận 6, quận Tân Bình, quận Bình Tân chủ động đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu cần giãn cách khu vực. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là không giãn cách xã hội trên địa bàn lớn, mà chỉ xem xét tổ chức giãn cách, cách ly xã hội với khu vực có nguy cơ tiềm ẩn, nguy cơ cao. Thủ tướng cũng chỉ đạo không được coi thành phố Hồ Chí Minh là ổ dịch, mà chỉ là nơi có ca lây nhiễm. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải xử lý vi phạm các cá nhân, tập thể liên quan đến ca lây nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh. Từng được gọi là ông Hoàng cách ly do phải trải qua 5 lần cách ly liên tiếp trong đợt dịch COVID-19 trước đây, Vũ Khắc Tiệp được cư dân mạng phát hiện đã lên máy bay rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh ngay khi thành phố này xác nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Cư dân mạng phát hiện ra, sáng ngày 1 tháng 12, Vũ Khắc Tiệp đăng trên trang cá nhân hình ảnh đang ngồi trên máy bay với dòng trạng thái: "Chào tháng 12, chào chàng trai nhân mã ngây thơ, mở đầu tháng bằng một chuyến đi, tháng 12 luôn đặc biệt và thú vị." Theo như ảnh ghi nhận, Vũ Khắc Tiệp vẫn tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng tránh dịch COVID-19. Anh cũng check-in ở cam danh trên story Instagram. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng cho rằng ông bầu Khắc Tiệp đi tránh dịch vì trước đó anh đã trải qua 5 lần cách ly. Cũng có ý kiến khuyên rằng Vũ Khắc Tiệp nên hạn chế đi lại trong thời kỳ này để đảm bảo an toàn cộng đồng. Trước đó, Vũ Khắc Tiệp đã từng trải qua 5 lần cách ly. Đáng chú ý có lần đầu tại nhà sau khi trở về từ Ý và lần thứ hai cách ly tập trung tại khu tập trung ở Cát Lái, quận 2 do phát hiện ca nhiễm thứ 17. Khi đó, Vũ Khắc Tiệp gây tranh cãi khi phát ngôn
bản thân mình cảm thấy khu cách ly Cát Lái quá ngột ngạt. Điều này khiến ông bầu của Ngọc Trinh vấp phải rất nhiều ý kiến chỉ trích, phải công khai xin lỗi, đồng thời ngừng sử dụng mạng xã hội Facebook một thời gian.